Công trình cải tạo tủ bếp sau 4 năm, gia chủ có nuối tiếc không? Không hề nha người đẹp ơi. Chị chủ các biệt thự quận 9 đã xác nhận chắc chắn luôn là vô cùng hài lòng. Trước đây chị dùng tủ bếp toàn bộ làm từ gỗ, tuy đẹp và sang trọng lúc ban đầu, nhưng mà theo thời gian thì đã bắt đầu xuất hiện những mối mọt, sau đó là ẩm mốc, làm cho cả căn bếp luôn hỏng nặng nề. Chị đã tìm rất là nhiều cách để khắc phục, và tủ bếp Nhật Bản thép tráng men kính là khám phá phù hợp 200% yêu cầu của chị. Họa tiết vân gỗ sắc nét không làm giảm bớt sự ấm cúng của căn bếp gia đình, đương nhiên cũng không bị mối mọt ăn mòn bởi vật liệu lõi thép bền bỉ và lớp men thủy tinh tráng nhiều lần bên ngoài, hạn chế ảnh hưởng của mọi tác động. Thay cho kệ ướp chén gỗ đã sơn và có phần làm không gian ngột ngạt khi ở vị trí quá thấp, khu vực rửa chén cũng được nâng cấp lên với kệ ướp chén tự động. Khi không cần dùng nữa thì mình chỉ cần nhấn nút, toàn bộ kệ sẽ nâng lên nằm ở hệ tủ trên, cho không gian luôn gọn gàng và thoáng đãng hơn rất nhiều. Khoang dưới chậu cánh mở cũ đã bị mối mọt tấn công thì được thay bằng ngăn kéo thép tráng men kính sạch đẹp nhờ hệ thống xi phong sát vách chậu, giúp hạn chế rò rỉ và tăng cả diện tích lưu trữ nữa đó. Nếu người đẹp sắp làm tủ bếp hay muốn cải tạo tủ bếp thì tham khảo thử công trình này nhé.